Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay, cô Giang sẽ giúp các em, học sinh lớp 9, giải một số bài toán về hình học không gian. Bài thứ nhất là bài hình trụ diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Bài 4, một hình trụ có bán kính là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm², khi đó chiều cao của hình trụ là phải có 5 đáp án. A lớn là 3,2 cm, B lớn là 4,6 cm, C là 1,8 cm, D là 2,1 cm, E là một kết quả khác. Hãy chọn kết quả đúng. Người ta biết diện tích xung quanh của hình trụ là S xung quanh bằng 2πRH. Từ đây ta suy ra chiều cao H thì bằng diện tích xung quanh chia cho 2πR. Diện tích xung quanh là 352 chia cho 2π nhân với bán kính R là 7. Như vậy bằng 352 phần 14π. Chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để tính toán thì ta được là kết quả xấp xỉ bằng 8. Đơn vị là cm. Như vậy đáp án ở đây là phương án E, một kết quả khác. Ta sang bài 5. Điền đủ các kết quả vào ô trống của bảng sau. Đề bài cho biết một hình trụ có bán kính bằng 1, chiều cao bằng 10 thì chu vi đáy là C bằng 2πR. Vậy bằng 2 nhân pi nhân 1 thì bằng 2π. Diện tích đáy bằng πR bình phương, trong đó R bằng 1, như vậy diện tích này bằng pi. Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy C nhân với chiều cao H. Như vậy nó bằng C là 2π nhân với chiều cao là 10 bằng 20π. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Như vậy bằng diện tích đáy là pi nhân với chiều cao là 10. Kết quả bằng 10π. Trường hợp thứ hai, bán kính đáy bằng 5, chiều cao bằng 4 thì chu vi đáy nó bằng 2 nhân với pi nhân với R bằng 5. Kết quả bằng 10π. Diện tích đáy bằng pi nhân với bình phương bán kính. Như vậy nó bằng pi nhân với 5 bình phương bằng 25π. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Như vậy nó bằng 10π nhân với 4 bằng 40π. Thể tích của hình trụ thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, tức là bằng 25π nhân với chiều cao là 4. Và kết quả bằng 100π. Ta sang trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 3 cho chiều cao bằng 8 và chu vi bằng 4π cm. Muốn tính bán kính đáy, ta lấy chu vi đáy chia cho 2π. Suy ra R bằng C chia cho 2π. Vậy nó bằng 4π chia cho 2π. Và kết quả bằng 2. Thì tính diện tích đáy thì bằng πR bình phương, tức là bằng pi nhân với 2 bình phương bằng 4π. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy là 4π nhân với chiều cao là 8. Vậy bằng 32π. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy là 4π nhân với chiều cao là 8. Vậy bằng 32π. Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314cm². Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích của hình trụ, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2. Ta biết diện tích xung quanh của hình trụ bằng 2πRH bằng 314. Thì từ đây ta sẽ suy ra được 2πR bình phương bằng 314. Vì lý do đề bài cho chúng ta biết là R bằng H, tức là cho bán kính đáy bằng chiều cao của hình trụ. Từ đây suy ra R bình phương bằng 314 chia cho 2π. Do đó R sẽ bằng căn bậc 2 số học của 3,314 phần 2π. Là xấp xỉ bằng 7,07. Chúng ta làm tròn đến 2 chữ số thập phân, đơn vị là cm. Thể tích của hình trụ thì bằng πR bình nhân với H bằng πR mũ 3 vì R bằng H. Chúng ta thay số vào bằng pi nhân với 7,07 tất cả mũ 3, xấp xỉ bằng 1109,65, đơn vị là cm khối.
Trước khi vào bài tập số 7, các em hãy vui lòng tặng cho cô một like. Nếu em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bài tập chúng ta làm đó là bài tập số 7, trang 111. Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp như hình 82. Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp, hở hai đầu, không tính lề và mép dán. Thì chúng ta đi giải bài toán này như sau. Diện tích phần giấy cứng để làm hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán chính là diện tích xung quanh của hình hộp có đáy là hình vuông, chiều cao bằng chiều dài bóng đèn huỳnh quang. Hình vuông ngoại tiếp hình tròn có đường kính 4cm thì cạnh hình vuông là 4cm. Chu vi đáy của hình hộp là, nó chính là chu vi của hình vuông, có cạnh bằng 4, cho nên C sẽ bằng 4 nhân với 4, kết quả bằng 16cm. Chiều cao của hình hộp chính là chiều dài của bóng đèn huỳnh quang, nó là 1,2m và bằng 120cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chính bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, tức là bằng C nhân với H, vậy bằng 16 nhân với 120, kết quả bằng 1920cm². Vậy diện tích phần giấy cứng để làm hộp theo yêu cầu của bài là 1920cm². Bài 10. Hãy tính phần A là diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm. Câu B là thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm. Chúng ta đi giải bài toán này. Với phần A, người ta cho biết chu vi đáy là C bằng 13cm và cho chiều cao H là 3cm. Có diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao chính bằng 13 nhân với 3 bằng 39cm². Trong bài B thì cho biết bán kính đường tròn đáy là R bằng 5mm, cao H là 8mm. Thể tích của hình trụ thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao H. Diện tích đáy là công thức bằng pi R bình, chính là bằng pi nhân với 5 bình phương, nhân với chiều cao H là 8. Kết quả bằng 200 pi mm². Thép xỉ bằng 628 mm³. Bài 11. Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ, hình 84. Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8cm². Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu? Ta đi giải bài toán. Do thể tích của tượng đá là thể tích nước dâng lên trong lọ hình trụ, thể tích của tượng đá bằng diện tích đáy nhân chiều cao bằng 12,8 nhân với 0,85 thì bằng 10,88. Đơn vị là cm³. Ở đây ta giải thích là ta đổi 8,5mm bằng 0,85cm để thực hiện phép nhân. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.